Cái cách này đơn giản gọn lẹ, không tốn nhiều công nữa. Rồi xong rồi này các bạn, dễ lắm. Xả nải ra trước là nó sẽ nhanh chín, mình ăn không kịp á, nên mình để nguyên trong buồng đi. Nhanh lắm. Chào các bạn nha. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn cái cách bảo quản chuối ha. Hôm nay mình chia sẻ hai cách để các bạn thấy cách nào tiện thì áp dụng nha. Một cách là mình không dùng tới tủ lạnh, một cách thì dùng tủ lạnh. Cách này thì mình có chia sẻ một lần rồi, thì hôm nay mình chia sẻ lại để bạn nào chưa có xem thì xem tham khảo nha. Còn bạn nào biết rồi thì xem cho vui nha. Cách đầu tiên thì mình sẽ chọn chuối chín nha các bạn. Chuối chín hết luôn á mình mới bảo quản. Chuối chín cay á nên những cái quả chuối này không có chín đều. Cái nải chuối thì nó chín đều hết rồi nè các bạn, thấy không có còn trái nào xanh hết trơn á. Là mình đem mình bảo quản á nó mới chín đều ngon, nó không có bị sượng nha. Nếu mà chín mà trái còn xanh á mình đem mình bảo quản á là khi mình bảo quản xong mình ăn á là trái chuối nó bị sượng. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái nải này nè. Nó chín hết rồi nè. Mình đem bảo quản cách đầu tiên cho các bạn xem ha. Cách đầu tiên không dùng tủ lạnh thì mình sẽ dùng nước sôi các bạn. Rồi thì mình sẽ rưới lên cái trái chuối này. Rưới đều lên giáp cái nải chuối nha. Sau khi mình bảo quản xong thì chuối nó sẽ chuyển thành màu đen. Vậy á là chuối của mình nó sẽ được chắc vỏ hơn. Và mình bảo quản ở ngoài á thì hôm trước mình bảo quản thêm á 10 ngày á mình lấy mình đem ra mình chiên chuối với mình làm bánh á vẫn còn ngon bình thường nha các bạn. Mình rưới đều hết nha. Các bạn thấy chuối thì nó chuyển màu rồi nè. Tí xíu nó chuyển thành màu đen hoàn toàn hết luôn nha. Mới là hiệu quả ha. Rồi giờ để ra ngoài cho nó ráo nước. Mình cứ để bình thường nha các bạn. Không cho trong bọc, không đậy ủ gì hết. Để với nhiệt độ phòng bình thường chuối nó sẽ chín chậm lại. Làm kéo dài cái thời gian mình bảo quản chuối ra khoảng 10 ngày ha. Rồi cái cách thứ hai đó là mình sẽ cho vào trong tủ lạnh nha các bạn. Nếu mà mình để gì nè, mình cho trực tiếp vào trong tủ lạnh luôn á thì chuối nó cũng không có để được lâu nữa. Thì cách này á mình sẽ cho vào trong cái túi. Ở đây thì mình có cái túi đen như vậy, mình cho vào trong cái túi. Mình cũng chọn chuối chín hết luôn nha các bạn. Xong rồi á, mình cho thêm vào trong một cái túi nữa để mình chín hơi lại. Vậy á, chuối của mình sẽ bảo quản được khoảng 2 tuần nha. Nếu mà các bạn cho trực tiếp chuối vào trong tủ lạnh luôn thì mình để khoảng 1 tuần. Cái này thì nó sẽ lâu hơn. Đó, mình kéo kính hơi lại. Mình để khoảng 10 ngày tới 2 tuần luôn. Đây. Trở lại cái nải chuối giờ các bạn thấy nó đen nè. Nếu mà nước nó nóng hơn thì nó đen hết hoàn toàn luôn nha, để nó càng nguội nó càng đen. Cái này là mình để chưa có nguội nè. Bạn thấy cách nào tiện thì áp dụng nha. Thì cái cách bảo quản vào nước sôi này các bạn cứ yên tâm, mình đã áp dụng rồi thì nó có hiệu quả nên mình chia sẻ các bạn ha. Chuối này nó chưa có chín đều nên mình chưa có bảo quản. Nếu mình bảo quản sớm quá là chuối của mình nó sẽ bị sượng. Nếu mà chuối nó còn sống gì nè, các bạn muốn mà chuối nó chín chậm á, nếu mà mình cắt cái cùi nó còn dài thì các bạn dùng cái bọc á, các bạn túm cái cùi lại. Còn ở đây mình cắt cái cùi sát gì nè, nên á, mình sẽ để cho nó chín luôn. Rồi mình mới bảo quản trong tủ lạnh. Vậy thì rất là đơn giản, mình chia sẻ với các bạn hai cách bảo quản chuối nha. Các bạn thấy cách nào tiện thì áp dụng nha. Rồi mến chào, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.